chiếc xe bò ga gắn rơ móc kéo lúa hôm bữa nè các bạn. Hôm nay sới rồi. Xe bò ga Tiger VF gì đó, VF năm mấy quên nè. Chiếc này hai cầu. Tiếng gì nữa không mấy gian trong ngày nghe không biết cái kia tiếng gì các bạn. Kêu ngoài sao dần sớ chiếc này ông gỡ hai cái nắp hai bên nè cho mát, gắn hai nắp vô nhìn mới đẹp. Chiếc này là chiếc duy nhất ở đây có gắn gờ móc. Đây để xài cụ lúa và cải tiến luôn à.
phía sau mình phải zoom cho nên nó hơi lắc nha các bạn. Camera cũng có chống gùm nữa nhưng mà xa quá nó chống gùm nhìn không được chuẩn. Zoom xa chống gùm nhìn không chuẩn. Bác tài này gặp máy là giơ hai ngón chào liền. Không tên ông Năm gì quên rồi. Bữa mình đăng clip gắn remote lên đó, có bạn biết tên không? Ở vùng mình đây có nhiều chiếc máy cày, mình cố gắng quay hết luôn. Không có nước thì nhìn không thấy én à. Có nước người sớ này là én nó bay theo rồi sau đuôi.
chứ mình nhìn từ xa xa là biết nó chốc phọc nè. Trên đó là trường học, là trường học số 5 Long Sơn. Mấy bạn xem ai số 5 cho mình một bình luận nha. Long Sơn.